xuân xa, một chiếc hoa sao trong tầm trời con. Kính thưa cha và toàn thể công đoàn phục vụ, đông tàn xuân đến là một quy luật tuần hoàn của tạo hóa. Mùa xuân được gọi là thời gian của sự phát triển, sự hồi sinh và một chu kỳ sống mới lại bắt đầu, giúp con người trở nên tỉnh táo và sống háo hức hơn. Mùa xuân là nút khởi động mà Thiên Chúa đã tinh vi đặt vào đâu đó trong cơ thể mỗi chúng ta, giúp chúng ta làm mới lại để mỗi ngày sống tốt hơn dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần đấng ban sự sống. Giáo sư Tần Mài đang bước vào những ngày đầu xuân của năm Quý Tỵ, chuẩn bị cho ngày mừng thành lập 60 năm giáo xứ 2014. Cộng đoàn đang hân hoan đón chào mùa xuân với trăm hoa đua sắc tỏa hương, với bao ước vọng cho an bình và hạnh phúc. Kính thưa cha chánh xứ, năm nay cha vừa tròn 56 tuổi, một tuổi đời đang tràn trề sinh lực với nhiều dự định thể hiện cho giáo xứ ngày thêm sinh động về đức tin, đức cậy và đức ái. Cha có thể cho cộng đoàn chúng con được biết những dự định mà cha đang ấp ủ trong tim. Xin cảm ơn ông Chánh Châu, trưởng ban hành giáo của giáo xứ Tân Mai đã có nhã ý để hỏi tôi về cái dự định đã ấp ủ cho cái sinh hoạt của giáo xứ, nhất là trong cái dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập giáo xứ Tân Mai. Kính thưa cộng đoàn, nói về những dự định trong tương lai, có lẽ chúng ta thấy chúng ta phải tín thác vào Chúa, bởi nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng là luống công. Tuy nhiên, trong cái giới hạn của con người và với cái vai trò của một mục tử của đoàn chiên giáo xứ Tân Mai, tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng lúc này đó là đáp lại cái lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, làm sao để khôi phục lại cái niềm tin ở nơi tất cả người tín hữu vào chính Đức Kitô, vào hội thánh của Ngài, và sống niềm tin đó một cách cụ thể sống động ở ngay giữa một cái thế giới tục hóa và đang xa lạ với niềm tin Kitô giáo, với Thiên Chúa. Đây là một công việc không chỉ đòi hỏi sức người sức của, mà còn phải là một sự nỗ lực cố gắng kéo dài của mọi thành phần dân Chúa, không chỉ trong việc học hỏi đào sâu về giáo lý đức tin, mà nhất là còn phải cử hành và tuyên xưng đức tin, đặc biệt qua việc lãnh nhận các bí tích, qua các thánh lễ. Đồng thời còn phải sống cái niềm tin đó, một niềm tin được cụ thể ngay giữa cuộc sống đời thường với những người thân yêu, với những người chòm xóm chung quanh. Nhất là chúng ta còn phải đáp lại lời kêu gọi của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba, đó là phải nỗ lực cố gắng thật nhiều để làm cho cái lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cũng như của Chúa Kitô hôm nào lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, chúng ta hãy xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt. Phải cánh đồng lúa thì bao la, đặc biệt ở trong cái giáo hội Á Châu của chúng ta, ở trên cái mảnh đất màu mỡ này. Vì vậy tất cả chúng ta trong cái vai trò là những người Kitô hữu được tham dự vào các chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa, chúng ta phải nỗ lực cộng tác với nhau và với giáo xứ, với giáo phận để loan báo cái niềm tin của chúng ta cho anh chị em chúng ta, đặc biệt cho những người chưa biết, chưa tin vào Chúa. Công việc không đơn giản dễ dàng nếu như chúng ta bản thân niềm tin còn non kém, niềm tin còn sơ sài, niềm tin còn bị thui chột
niềm tin đã biến rất. Vì vậy, chúng ta phải làm sao cho niềm tin của chúng ta được củng cố thật vững mạnh và đồng thời phải làm cho niềm tin đó được sống động ngang qua những nỗ lực cố gắng để sống cái tinh thần mà năm nay Đức Giám mục Giáo phận đã kêu gọi tất cả chúng ta, gia đình, giáo xứ sống đức tin trong việc hiệp thông và bác ái. Phải, đây chính là những cái nỗ lực cố gắng để xây dựng và làm sống động giáo xứ Tân Mai trong những ngày sắp tới. Đây chính là một dự định mà tôi sẽ cùng với mọi thành phần dân Chúa, cha phó, quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo Tân Cựu cũng như mọi thành phần dân Chúa sẽ nỗ lực để thực hiện trong năm này cũng như trong những năm kế tiếp. Xin cảm ơn cha và xin chúc cho những dự định của cha sẽ trở thành hiện thực để giáo xứ Tân Mai ngày càng thăng tiến, đáp ứng niềm mong mỏi của mọi bà con muốn giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa con xin cảm ơn cha. Ta hân hạnh khi thấy cha là nghĩa tử của cha Chánh Xứ con cũng về tham dự cái lễ hội ẩm thực hôm nay. Trong cái không khí tưng bừng của mùa xuân thì xin cha cho chúng con đôi suy nghĩ khi nhìn cái tổ chức của chúng con ở tại giáo xứ trong năm nay. Thì cảm ơn bác Chánh. Thì theo như con thì thú thật đối với các em thiếu nhi ở vùng quê mà các em lên đây, các em bảo lên một lần cũng đã đáng rồi, vì thấy một cái bầu khí xuân, mặc dù ngày mùng năm Tết rồi mà phải nói là rực rào, rồi thấy các ban ngành đoàn thể tổ chức rất là hay, phải nói là cha đi cha chụp hết. Lấy máy chụp hình, chụp từng gian hàng một để về học hỏi. Vì thật ra chưa có cái xứ nào mà tổ chức được như vậy. Thì cha cũng cảm thấy là ngưỡng mộ. Và cũng qua ngày hôm nay chắc chắn cha về trong học hỏi được ít nhiều từ cái việc tổ chức ở đây, để về mình sẽ đem áp dụng vào cái xứ của mình. Để các em thiếu nhi, nhất là thiếu nhi ở vùng quê sẽ được hưởng những cái ân phúc này, những cái điều quan tâm của giáo xứ. Nếu như các em cố gắng đến với Chúa, tham dự thánh lễ, thì các em sẽ thấy rõ được cái hồng ân của Chúa qua bề trên, qua giáo hội, qua tất cả mọi thành phần dân Chúa lo cho các em được nhiều ơn Chúa. Nhất là trong cái năm cuối kỳ này thì giáo xứ Tân Mai đến bây giờ kể như là đã rất là nổi tiếng rồi, về lòng đạo đức, về tinh thần phục vụ, năm tới càng phát huy hơn nữa trong tinh thần của Chúa. Con cảm ơn những đóng góp của cha để con có rút kinh nghiệm, cũng như sẽ chúc cho giáo xứ của cha sang năm cũng sẽ tổ chức được những cái lễ hội như vậy, tạo điều kiện cho các em được vui chơi giải trí sau những ngày học tập cũng như sau những giờ mà đi tham dự thánh lễ, để các em sẽ thăng tiến nhiều hơn nữa trong những thời gian sắp tới. Xin kính chúc cha một năm mới tràn đầy ơn thánh đức và vạn sự bình an. Con xin cảm ơn. Thiếu nhi của giáo xứ Tân Mai chúng ta là 2.434 em. Với một con số rất đông như thế, việc giáo dục đức tin cho các em quả thật không phải là đơn giản dễ dàng. Với sự công tác của quý dì, của hơn 130 anh chị giáo viên cùng với hơn 50 quý vị trong ban quản giáo, trong một năm vừa qua các em thiếu nhi đã có được những cái thay đổi và những cái tiến triển hết sức là đáng quý. Về số các em tham dự các thánh lễ ngày thường và mỗi buổi chiều là trên 1.400 em. Các thánh lễ của ngày chủ nhật từ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật là hơn 2.300 em. Hàng tháng các em còn được tổ chức để đánh nhận kỷ niệm giải tội. Hơn 90% các em đều đã xưng tội trong những cái dịp lễ cũng như là những cái dịp mà giáo xứ tổ chức các cái việc đánh nhận kỷ niệm hòa giải cho các em. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, rất nhiều em đã cố gắng để tham dự thánh lễ đầy đủ, giữ mọi cái quy định của giáo xứ. Để rồi hôm nay với những cái phiếu tham dự thánh lễ chuyên trong học hỏi, các em đã có được trên tay những cái phiếu ẩm thực. Em nào có phiếu ẩm thực giơ tay lên.
gia đình của con. Vỗ tay. Xuân về trong muôn sắc hoa, gặp bướm bay đôi lá to, xin vần vàng muôn tiếng ca, chào đón xuân lên mọi nhà. Xuân về hương xuân thiên tha, tình xuân trên hoa muôn tươi. Chúa xuân đang về với con người, cầu lên khúc hát niềm vui. Mùa xuân về ta cùng hạnh phúc, năm mới luôn tươi thành công. Mùa xuân về ta mừng cho nhau, năm mới của tất cả mọi thành phần trong giáo xứ, đặc biệt quý vị phụ huynh và các niên là giới hiền mẫu, giáo lý viên cũng như ban quản giáo đã nỗ lực cố gắng để hôm nay có được những cái gian hàng hội chợ, rồi những cái gian hàng ẩm thực với 30.000 phần, 15.000 phần ăn dành cho tất cả các em thiếu nhi nào có theo hành, có đi lễ và có phiếu ở trong tay. Các con yên tâm, ngày hôm nay sẽ bán phục vụ, không một em nào là phải đói hết, bởi vì tất cả các gian hàng ở hai bên nhà thờ là để phục vụ cho các con mà thôi. Chỉ những em nào có đeo khăn quàng thì mới được quyền mua, đưa phiếu của mình ra thì mới được. Còn em nào không đeo khăn quàng, dù có đưa tiền cũng không bán, cũng không có. Các con thêm khác ở chỗ đó. Mỗi năm mình lấy tiền mình mua phiếu rồi mình ăn, nhưng năm nay không có. Chỉ những em nào có đeo khăn quàng, có phiếu đầy đủ thì chúng ta mới có quyền để được mua các cái món ăn. Và năm nay món ăn sẽ đặc biệt hơn nhiều, tức là dồi dào hơn và phục vụ rút kinh nghiệm năm trước, hôm nay sẽ phục vụ tốt hơn nhiều. Cho nên là chúng ta yên tâm là năm nay các cái món ăn sẽ được phục vụ tận tình cho tất cả mọi người chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta còn có 10 gian hàng hội chợ sẵn sàng để phục vụ công đoàn giáo xứ. Tất cả mọi người đều có thể tham gia cái hội chợ ngày hôm nay. Thế thì những người lớn hôm nay có được ăn hay không? Hay là để muốn đói về ở đâu nhà thờ, hầu nhà thờ và trong chỗ nhà xứ có những gian hàng để bán phục vụ, và mỗi một phần là 5.000 bán bằng tiền mặt, nhưng mà số có giới hạn, cho nên những ai mà mua thì chúng ta cũng cố gắng tranh thủ mua trước thì chúng ta sẽ có điều kiện để được ăn những món hàng, món ăn rất là bổ về đó và hợp khẩu vị, cũng như là tạo được nhiều vitamin C của chúng ta. Trong cái tâm tình đó, ở đây tất cả chúng ta chuẩn bị để chúng ta sẽ khai mạc cho cái ngày lễ hội của chúng ta. Trước khi khai mạc, đã thông báo cho chúng ta nghe sau đó là thứ nhất, giờ ổn định và địa điểm ổn định cho các em thiếu nhi là lúc 18:30 tại sân cuối của nhà thờ, nơi có tổ chức hội chợ. Thứ hai, giờ khai mạc lễ hội ẩm thực và hội chợ là 18:45. Chỉ khi nào nghe cha xứ thông báo trên máy mới bắt đầu bán. Thứ ba, các gian hàng của liên họ, của ban quản giáo và giáo lý viên sẽ bán cho các em thiếu nhi có mặc áo trắng đeo phù hiệu và khăn thiếu nhi thánh thể. Hai, mỗi gian hàng chỉ bán cho mỗi em 5 vé mà thôi, chứ không bán nhiều để còn đi ăn ở nhiều gian hàng khác nữa. Thứ ba, tuyệt đối không bán bằng tiền các gian hàng chung quanh nhà thờ, trừ cái gian hàng bán bằng tiền ở đầu nhà thờ và trong nhà xứ. Còn chung quanh là không bán bằng tiền. Xin các hiền mẫu lưu ý cái vấn đề đó và giữ nghiêm vấn đề mà đã được nhắc nhở cũng như thông báo. Điểm thứ tư, trong trường hợp các vé của khách mời chỉ bán nếu có mộc của cha chính xứ ở mặt sau, các cái phiếu đó có mộc của cha chính xứ ở mặt sau. Sau khi bán hết hàng, các đơn vị sẽ thu phiếu kiểm tra lại và giao trực tiếp cho chị Thu, trưởng giới hiền mẫu của giáo xứ, và ký vào biên nhận.
Sau khi đã nghiệm thu quả thí và biên bản, mỗi gian hàng từ quét dọn và làm vệ sinh sạch sẽ để còn chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm sau. Đấy là một số những cái thông báo cần thiết để thông báo đến tất cả những ai đang phục vụ trong các gian hàng ngày hôm nay. Và giờ đây, tất cả các em thiếu nhi, giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau làm dấu hát quyền cho Thánh Thần và xin Chúa thánh hóa cho cái lễ hội của chúng ta hôm nay. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu tuyên bố lý do nha, chúng ta cùng nhau hát bài Ta Hân Hoan. Hai ba, Ta Hân Hoan, bước vào năm đỡ tình, cùng đào sâu để xác tin vào niềm tin, quyết loan truyền đức tin cho người chưa tin, tin vào Đức Kitô là sống theo lời Ngài dạy, tin vào Đức Kitô hay thực hành yêu thương, tin vào Đức Kitô vượt qua gian khổ bao tố, tin vào Đức Kitô đưa ta đến nơi được trời, ta thân thay bước vào năm đất tình, cùng đào sâu để xác tin vào niềm tin và tiền sơ tôi tin cử hành đi chân quyết loạn truyền tin cho người chưa tin. Hôm nay giáo xứ chúng ta lại được mời đến với chương trình hội chợ và lễ hội ẩm thực 2013, một chương trình ẩm thực với nhiều món ăn đặc biệt được giới hiền mẫu của bảy nhân họ, của ban quản giáo, của các anh chị giáo lý viên gia đình thánh thể trong giáo xứ thực hiện nhằm tăng cường sức khỏe cho trẻ em, đem lại cho người già và cả những bậc trung niên nhiều vitamin bổ dưỡng. Bên cạnh đó còn cho một, có một chương trình hội chợ với nhiều gian hàng hấp dẫn cho các đơn vị trong giáo xứ thực hiện, gian hàng do ca đoàn Monica hiền mẫu, gian hàng do ca đoàn Thánh Mẫu, gian hàng do ca đoàn Paulo, gian hàng do các em lễ sinh và năm gian hàng cho các giáo lý viên của gia đình thánh thể giáo xứ Tân Mai. Tất cả đang chờ đón chúng ta một ngày lễ hội xuân Quý Tỵ một cách vui tươi phấn khởi đầy hạnh phúc. Giờ đây tuyên bố, cha tuyên bố khai mạc lễ hội ẩm thực và hội chợ xuân 2013. Bắt đầu. Rất là nhiều. Chút xíu nữa là hết rồi. Nói thì nếu mà sang năm 2024 đó là năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ thì mình có thể làm 60 món được không? Tốt thôi. Rồi, thế chúc cho các bà khỏe mạnh nhá. Để sang năm mình sẽ làm 60 món nhá. Mọi người đều từ nơi xa trở về đoàn tụ với gia đình, cũng như giáo xứ ta tất cả mọi người cũng đang quay về để đoàn tụ. Và hôm nay đặc biệt là chúng ta lại cùng tụ họp nhau ở chung quanh ngôi nhà chung để tổ chức cái lễ hội ẩm thực, giúp cho tất cả các em thiếu nhi có một mùa xuân tươi vui hạnh phúc. Và Tết cũng là cái thời gian mà chúng ta bỏ hết những cái phiền hà, giận hờn và mong được có sự độ lượng tha thứ để nghe được những lời thân ái. Trong cái tâm tình đấy thì chúng tôi xin các bà cho đôi suy nghĩ với cộng đoàn, với trai xứ về cái tổ chức lễ hội và ngày hôm nay như thế nào. Thì em thay mặt cho hiền mẫu đó họ nên họ thánh phụng
cảm ơn cha xứ và ban hành giáo đã tổ chức cho hội xuân, tổ chức cho các em thiếu nhi cũng là mùa xuân vui tươi. Dù các bà mẹ rất mệt vẫn hy sinh và cố gắng để phụ cho các em tốt trong mùa xuân mới. Cảm ơn anh. Rồi, thế thì kính chúc cho các bà sẽ bán đắt hàng, nhất là thấy hàng ngon như vậy chắc là mau hết. Rồi, chúc các bà trẻ khỏe đẹp mãi không, và chúc cho an khang thịnh vượng và chúc cho sức khỏe để sang năm chúng ta sẽ làm 60 món để kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ. Xin chào bà trưởng ban trị sự giới Hiền Mẫu. Hôm nay là cái ngày lễ hội ẩm thực mà giới Hiền Mẫu là những người trực tiếp để phục vụ cho các em thiếu nhi. Nhưng mà chúng tôi được biết trong năm vừa qua thì có nhiều gia đình trong giới khó khăn cũng đã được các bà giúp đỡ trong cái mùa Tết vừa qua để giúp cho các gia đình có một cái mùa xuân nó cũng không có phải thiếu thốn. Bởi vì ngày xưa thì có những người ta nghèo đến độ mà không có áo mà mặc nữa. Cho nên là nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã có nói là có một người nghèo